đi chơi về mệt đấy, cụ Lý đi chơi về mệt thì tu hết bình sữa. Gì con? Về nhà vẫn đã đi leo suốt từ lễ chia chán à, đi về leo tiếp. Bình sữa đâu? Đấy, đi chơi về mệt đấy, nhảy nhót nhiều bây giờ mệt đấy, tu hết bình sữa là nghịch như phá phá làng phá xóm, giờ khát.